trùng à? Ừ. Ông khỉ tới đây. À, bé lùng không ngoan hay quấy khóc đúng không? Hả? À, hay đòi đi chơi à? Đúng không? À, không được hư biết chưa? Phải ngoan ngoãn nhá. À, bé khử lùng đúng không? Bé lùng là hư lắm nhá. Hôm nay ông khỉ mới biết bé lùng đấy. À, không ngoan này, hay xem điện thoại đúng không? Hay quấy khóc. À, nhiều tội quá. Ông khỉ sẽ đến ăn thịt bé lùng nhá. À, nào, đưa cái tay đây. À, ăn thịt cái tay nào. À, à, cái mồm đâu? Cái mồm hay quấy khóc đâu? Ăn thịt luôn cái mồm nào. À, ngoan chưa? Có ngoan không? Không được bướng nữa. Nhớ chưa?